Trưa 3 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công điện yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy của Hồ Thủy điện Tuyên Quang vào lúc 14 giờ cùng ngày. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công điện này được ban hành sau khi mực nước thượng lưu Hồ Tuyên Quang vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 9, đạt cao trình 117,49m và lưu lượng nước đến hồ là 827m³ trên giây. Quyết định mở cửa xả đáy được thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và nhằm đảm bảo an toàn công trình. Đồng thời với công điện trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng ban hành công văn khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó nhằm thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và bảo đảm an toàn cho công trình cùng các hoạt động ven sông. Nội dung công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, các cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, rà soát và đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển cát sỏi để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đồng thời, các địa phương cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt với những người hiếu kỳ đến gần khu vực xả lũ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo này.